Thank you.
massage cho nha, đừng có đi chơi nữa nha. Về nhà massage cho sảng khoái này cơ mà. Massage chân rồi. Thank you.
Ninh.
Thank you.
Nick, 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 Nick. Nick. Trong nhà cho anh nhé, đi bán rau nhé.
cái nước anh ăn đây. Non lắm chị ạ. Cái gì chị lấy lấy đó? Có này được không? Được. Cái này ngon lắm. À, này trong ngoài suối tưới rất nhiều ấy. Rau non lắm. Hai bó à? Em không có túi, em cầm tay nhá. Hai bó 10.000. 10.000. Chị ơi có mua rau không chị ơi? 5.000 một bó này thôi. 5.000 một bó này thôi mà. Đây này, thích mớ nào thì lấy mớ đấy, 5.000 một mớ thôi mà. 5.000 một mớ à? Ừ. Này, dưới này vẫn còn nhiều lắm. Đây. Đây, từ từ cởi cái dây này đi. Dưới dưới. Này mang về làm dưa ngon lắm đấy nhỉ? Làm dưa ngon lắm. Cho em 4 mớ đi. 4 mớ á? Vâng. À, mấy mớ này? 3 mớ à? 1 mớ. 5.000 một mớ, 20.000. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhá. Em về luôn đấy. Ở dưới này vẫn còn nhiều này. Rau đẹp thế. Này 5.000 một mớ thôi mà, một bó này thôi mà. Cái này về làm dưa ăn cũng ngon. Dưa chua ngon lắm. Đấy một bó à? 20.000. À, 20.000 là gì? Có bù tiền. Tín lấy thêm đi tí, này rau ngon lắm. 3 đồng chí. Cháu gì? Cháu cảm ơn nhá. Xong hết rồi. Mấy bó nữa rồi. Dạ. Lấy chọn đi bà. Bà cũng chọn bó nào cũng thế. Đấy. Hai bó. À, còn lấy một bó à? Hết rồi. Vâng, 5.000 một bó. Được một bó thôi. Chờ bó nhá. Vâng. À, một bó à? Lại 5.000. Và hai bó nhá. Vâng, hết rồi. Bán này đó lên đi mua rau. Dưới kia lên đây hết rồi. Thế ông kia không được rồi. Có để hôm nào? Có nào cháu hái về cháu lại bán cho. Ngoài kia vẫn còn hay cháu lấy một người đầy này bán hết. Vâng, cháu cảm ơn các ông các bà nhá. Cháu đi về đây. Ông bảo đi mua rau không mua. Nhà trong nhà tranh à? Ừ, đói chưa? Ừ.
Anh đi đâu rồi? Cho anh em ở nhà mà về, chả thấy Mít Anh đâu. Đi tìm Mít Anh về đi.